Xin kính chào toàn thể các bác nha. Trước mặt các bác đây là cái đàn Noa DK, đàn đặc kinh OK 6210 và OK 101, nhưng mà giới thiệu lại và quay lại cho các bác xem. Thì bé nhất là OK 101, hiện tại em đang có giảm giá cho các bác nhé. Cặp này trước đâu đó là 5 triệu hơn, là bây giờ là dưới 5 triệu. Cụ thể là em còn 6 cặp nữa. Đấy, đây là OK 101, là sử dụng một loa bass 25 đồng trục các bác nhá, một bass 25 đồng trục. Thùng này thì làm theo kiểu là dạng loa nằm ngày xưa. Một bass 25 đồng trục, tép côn côn tép là côn 38 hay gì. Đấy. Bass là côn 65, tép là côn 38. Đó là cái loa đồng trục bass 25 nhá. Giá hiện tại đâu đó nó chỉ khoảng là 4 triệu 2 một cặp. Bảo bao ship cho các bác. Tiếp theo DK OK 6210, cấu tạo sử dụng là hai cụ loa 25 côn 65 và sử dụng một chiếc neo côn 34 hoặc là 35 gì đấy của Citizen. Ban là của BC, tiếp là của Citizen. Con này cũng thế, ban là của BC, tiếp là Citizen. Thì trên đây em giới thiệu lại cho các bác nhé. Lâu lâu không nên mấy cái hàng trung bình giá rẻ cho các bác chơi gia đình, mà các bác cũng thể chơi làm monitor đám cưới được nhé. Đánh sân khấu, đánh sự kiện tiệc cưới thì cũng có thể chơi được. Đấy, loa thiết kế rất là lạ, nhìn trông nó sang, xịn, đẹp. Đấy, đây là cái thùng sau khi em đã vệ sinh và tân trang lại. Vệ sinh tân trang thì còn chỉ có vệ sinh và sơn lại thùng thôi nhá. Nhìn trông nó đẹp một lúc vừa phải, chứ không phải gọi là đẹp tuyệt vời. Đấy. Với cái DK OK 6210 này, các bác có thể đặt đứng được, đặt nằm được. Góc mà họng kèn là trái phải, như đặt này thì nó sẽ góc trên dưới này là vào 90 độ. Sang bên trái được 45, sang bên phải được 30. Đó. Còn các bác đặt nằm ra thì nó sẽ được góc mở rộng hơn tí. Đấy. Nói chung DK thì chúng ta có thể để bất cứ nơi đâu cũng được. Còn riêng OK 6210 thì nó góc mở rộng, và sau cái con DK OK 101 này thì nó lại góc mở theo kiểu là dạng suộc, tức nó gần như là loa dạng phóng, nó định hướng cho âm thanh nó đi chính xác một nguồn điểm chính xác. Đấy. Loa 25 đấy, nguồn điểm chính xác. Nó kêu kê gia đình, nguồn điểm chính xác. Thì đây các bác đang xem đây, này em đang giới thiệu các bác về hệ thống loa DK Lanaki, re-up lại cho các bác. Nếu các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Cặp này trước đó đâu đó là vào 9 triệu một cặp. Giá bên em đang chào bán với mức giá đẹp hơn rất là nhiều, và gọi nhà cũng như là xả nốt vài đôi, xả kho cuối năm. Đấy, xả kho cuối năm, nhưng bây giờ mới có vào tháng 8, cuối tháng 8 âm lịch. Xả kho cuối năm gì vội luôn ạ. Thế thôi, cứ đọc dần thôi, từ giờ đến Tết chắc bay được một đôi, hai đôi gì đấy. Không hết thì vui. Hiện tại thì cặp này em còn 4 đến 5 cặp nữa. 4 đến 5 cặp OK 6210 này nữa. Đang mong muốn chờ các bác săn đón và tìm mua. Giá hiện tại bên em đang bán là vào 8 triệu 3 một cặp bao ship các bác nhé. 8 triệu 3 một cặp bao ship. Còn đây là chỉ có 4 triệu 2 này. Đó. Thì trên đây là video em giới thiệu tổng quan về loa DK OK 6210 và DK OK 101. Hàng bãi xịn các bác nhé. Hàng bãi xịn, cổ loa bass là của Itani, còn cụ check là của Enon. Đấy. Bass BC, tiếp Citizen. Ok, thì trên đây là video giới thiệu, còn clip test thì em sẽ hẹn các bác trong clip lần sau. Chờ một buổi nào nó hưng yên mát trời hơn thì em sẽ bê ra quay test demo. Ở đây là giới thiệu thì em bày ra thế thôi nhé. Thực tế thì còn nhiều nữa nhưng mà không bê hết ra được. Bê ra quay review thôi, quay một đôi nó nẻ quá, nhìn trông nó hồ hụt quá, đã quay nhiều tí cho các bác xem tham khảo. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.